check the mic and make sure it sound right, boys. Nè, chửi ai vậy? Tao có chửi đâu, đang chặn trọ. Bây giờ mình lên trên tàu mình ngồi đi. Ngồi nè. Bà dê ở ta 8 nha mọi người. Bây giờ mình sẽ lót vô nó. Ủa bà dê ơi, bây giờ tôi nằm ở trên hay ở dưới? Anh nằm trên đây, em nằm dưới. Nhưng mà leo lên bằng cách nào? Ai biết. Leo lên đây nè. Hả? Tại vì mình nói là lấy con một ổ mì que, cuối cùng cái là bưng ra là hai ổ. Cuối cùng là hai ổ nha, giùm em có gì. Quá trời, chà bông với pate rồi, rất là chà bông pate với lại bơ. Bơ hả? Chưa ăn, xíu ăn thử mọi người. Đây, nãy bà Giang thử bánh giò, bánh giò y chang như bánh giò ở Sài Gòn mình bán gì đó. Còn cái này là sẽ có bánh mì, ăn thử không? Pate gan heo ha. Cũng ngon. Công nhận bánh mì trên đây ăn cũng ngon nha. Thôi bây giờ đi xe lửa tôi nghiệm cho bà Dê bánh mì một lát nữa tới nơi cho ăn hải sản. Yes. Tôi sẽ sớm về thiệt là thoải mái quá đi. Bà ngủ tới giờ này mà mới dậy, nãy giờ tôi dậy tôi ngồi đây tôi ngắm cảnh mà coi nè, không quá trời cảnh đẹp luôn nè. Ủa này nhìn giống Tây Nguyên quá anh. Đúng rồi, nhưng mà đặc biệt ra trên xe lửa có cái chỗ bán đồ lưu động luôn. Bây giờ em chỉ lại chị mua đồ thử đi. Đâu ép bà Dê vô cái đường đi à? Ép bà Dê à? Quá là ốm nhơ bấm nhắc luôn mọi người đó. Đây có xúc xích thịt heo nữa. Cái này chắc mon mà lên cái là mà lem liền. Mà đâu có gì á? Ờ, cái này cái gì ngộ vậy? Cái này là cái đồ đập đá gì? Ủa chứ phải cái mũ để cho em bé ăn cơm hả? Không phải, đây có đập đá chị pha cà phê cho người ta đó. Thôi bà mua gì bà mua đại cho cô đi bán, cái kìa bà ngồi bà nói hoài. Ok, có bánh kem bơ với mì gói nữa nha mọi người. Các em thiếu nhi sẽ có bánh Barbie Boy. Ai vậy em ăn bánh Barbie Boy? Ủa em thiếu nhi hả? Đúng rồi, em thiếu nhi mà. Cô ơi, hái này bao nhiêu tiền cô? 30 ngàn. Dạ rồi, em cảm ơn. Em vô trả tiền nha. Ngắm cảnh vui dẻo ha bé. Ây da, công nhận với chị em luôn á, nằm ở cái tầng trên để thoải mái gì đâu á. Hồi nãy bà Dê còn dặn tôi nằm ở dưới. Chắc bà ở đây còn say xấu. Để tôi coi thử coi bà đang làm cái gì nghe. Ủa chị Dê nó mất tiêu rồi ta, không lẽ bà trốn tôi phải đi chơi. Để tôi hỏi chị Linh mới được. Ủa Linh ơi Linh, em thấy vợ anh đâu không vậy? Em thấy vợ anh kìa. Bà Dê, bà làm gì bà nằm ở đây vậy? Trời ơi, thì nằm đây nằm chung cho lãng mạn anh. Nè bà nói coi tại sao trong phòng mà bà leo kiếm đen mà còn ngồi quẩy Vina House nữa. Anh không biết hả? Không biết. Trời, cái này chị tự leo người người ta vậy. Ủa cái này là cái gì? Không có nói nhiều, nhìn kỹ vô đi. Tôi không biết tụi mày hỏi chứ. Trời, đừng có hỏi, nhìn đi chỉ cho. Vậy mới cần đeo kính thôi. Wow, công nhận là lần đầu đi xe lửa của bà Dê cực kỳ là hoành tráng luôn. Tại vì bà Dê được ngắm cảnh rất là đẹp đó mọi người. Siêu xịn xò à. Gì chị Linh? Em có nghe mùi gì thúi không? Thúi hả ta? Em không biết nữa. Để em điều tra. Rồi, tới công chuyện nữa thành tiên.
nồi canh. Làm gì đó vậy? Tôi thấy cái gì xinh đâu, toàn là cây trái, cây đất đá không. Nè, trên quê cũng có cây nè. Quê mọi người ơi, vậy là sau 4 tiếng đồng hồ mình ở trên tàu thì bây giờ mình đã có mặt tại ga Bình Thuận nha. Ủa, ga Bình Thuận nằm ở địa phận Phan Thiết anh hay gì? Không, Bình Thuận là tỉnh Bình Thuận á. Còn Phan Thiết là thành phố ở trong tỉnh Bình Thuận, hiểu chưa? Hiểu rồi, bây giờ mình sẽ mình sẽ đi xuống dưới thử coi sao ha. Ủa, mình xuống được không anh? Được, đi xuống dưới cho thầy giãn gân giãn cốt, vì nãy giờ ngồi trên tàu mệt quá. Ủa, người ta lên anh ơi. Ủa, người ta đang lên hả? Đúng rồi. Tàu dẫn đi lâu không vậy anh? Mấy phút rồi chạy giờ. Dạ. Ở đây là tàu dừng có vài phút đó là sẽ bắt đầu đi nữa mọi người đó, mà chứ không thấy nào mà dừng lại quay vô dưới mọi người tiếp đường. Ở mấy chú đang khiêng đồ lên. Mọi người luôn nha, bây giờ tàu đang chạy sương sương chim én thì bây giờ bà Dê sẽ vào trong phòng để ngồi nghỉ ngơi nha. Đó, đây là trước của phòng bà Dê nè, có một cái dụng cụ thoát hiểm đó là cây búa màu đỏ, và thêm bà Dê ở buồng số 2, phòng là 5678 L, giường 5678 chứ. Cái cây búa này là lực lắm á nha, về quýnh vô một cái là hả, là tê luôn á. Tê hả? Ghê. Bây giờ vô phòng đi anh, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Bây giờ bà Dê sẽ đóng cửa phòng lại. Ủa, cái gì mà dữ dữ vậy trời? Anh đi nãy vậy cho lẹ. Ủa là la nhẹ luôn nha. Thì bây giờ bà Dê sẽ lết tới căng tin, nhưng mà cái toa tàu của bà Dê thì nằm ở gần cuối cùng, mà căng tin lại nằm ở đầu tàu nữa chứ. Bây giờ phải lết lên xa ơi là xa anh. Thôi sẵn đi, review cho chị em xem luôn đi. Để okay, khó đi. Có chị em là tạo động lực cho tôi liền luôn. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu lết đi đó review. Thôi bả này, tôi bóng dánh thì sáng giờ cứ đi hoài luôn. Hồi nãy bả ngủ thì không sao, bây giờ mới ngủ dậy là cái bắt đầu là đi phá người ta rồi. Nói sao anh? Anh đâu có nói là này không dữ quá. Ủa, ở trên này nó có cái bản tàu nhiệt độ luôn kìa chứ. Nè, hiện tại là 25 độ C. Wow. À, mình đang đi Phan Thiết luôn kìa. À, mẹ mình đang ở Phan Thiết xíu, chừng nào mới tới Nha Trang ha. Ờ, đúng rồi. Ở đây có hai cái bình chữa cháy, có cái đồ rửa tay, cái bột rửa tay đó. Trời ơi, cái bột rửa tay nhìn sang quá, giống như ở đây nhìn giống như là khách sạn 5 sao vậy đó. Đúng rồi, à còn này là dịnh lại đó. Dịnh lại cái gì? À là ví dụ mà mình thắng cấp mà các bạn đang rửa tay cái dịnh lại đó. Dịnh lại kiểu. Ủa, mà bà Dê ơi, bây giờ đi tới đây hết đường rồi sao mình đi được nữa? Ấn mở cửa. Ừ, hiện đại quá vậy. Ủa, đi qua luôn đi. Mà đứng ở đây một hồi cái chạy tới đây luôn đó. Đây là cái nút giao giữa hai cái tàu á mọi người, hai cái toa tàu á. Thì mình sẽ đi tiếp tục lên trên. Wow, đẹp quá, chỗ này người ta đóng cửa hết trơn rồi. Đây có cái bảng đèn nè. Ê, giờ mệt quá à, giờ ngồi đi, ngồi nghỉ xíu rồi đi tiếp. Ôi, sao bà quậy quá vậy, cái điện, cái đường đi của người ta mà bà Dê. Bà Dê ơi, hôm nay tôi mới biết ở trên xe lửa có một cái bình nước sôi di động luôn nè. Trời ơi, xịn quá vợ, nó có cái ly cho mình đổ nước sôi luôn nè. Vậy là những cái bạn nào mà cần ăn mì nè, hay là cần pha sữa cho em bé thì mình có thể là mình pha đây luôn nha. Ê, bây giờ bà xài thử cho các bạn xem đi. Đâu? Hả? À, rồi coi chừng nóng tay đó nghe. Đây là cool. Cool là lạnh, hot là nóng á. Bà Dê nóng đi. Tắm nước lạnh đi. Trời ơi, nhưng mà tôi đang tích thử nước nóng mà. Rồi, tôi hiểu rồi. Muốn lấy nước đúng không? Đi theo tôi. Hả? Hey, thì hồi nãy giờ bà Dê được biết đó là ngay cái chỗ mình ngồi tại đây là cái căng tin đó, thì mình chỉ được từ căng tin đi trở xuống về sau cái toa thôi, là mình không được đi lên trên đâu rồi mọi người, tại vì ở phía trên sẽ là thêm ba cái toa nữa, mà ba toa đó sẽ đựng toàn hành lý không. Yeah. Và đựng toàn những cái món hàng để cho người ta vận chuyển đồ đi các tỉnh các nơi trên đất nước Việt Nam của mình. Còn cái toa cuối cùng tuốt ở phía trên đầu tiên luôn sẽ là cái toa đầu tàu, là dành cho chú tài xế lái tàu đó. Chú là chú lái tới công chuyện luôn, khi nào mà chú thích ngừng chú ngừng cho nha. Ờ mà anh, như em nghe đồn á là cái tàu này á là chạy tới Hà Nội luôn anh. Ờ đúng rồi, ngày xưa á là cái này á, đường xe lửa của mình là do người Pháp xây á. Tới người Việt Nam sử dụng. Ủa mà sử dụng mấy chục năm luôn? Không có, sử dụng 200 năm rồi. Ôi vậy mà 200 năm mà không hư hao gì luôn hả? Chứ sao, đường sắt mà, bà nghe có chữ sắt trong đó rồi biết nó bền cỡ nào rồi. Đúng là hay thiệt. Ê, nãy giờ hả, tôi ngồi tôi thấy cái góc này sống ảo đẹp lắm á. Bây giờ bà ngồi bà tạo giấy, tôi chụp cho bà vài tấm hình nghe. Rồi anh đưa lên cho mấy bà xem đi. Đúng rồi. Thôi đưa mấy bà xem ta, thôi cho mấy bà lên Facebook Nguyễn Phạm Tường Di xem hình cho nó đẹp. Ừ.
ơi, bà về chưa rồi sao bà không vậy? Mình kiếm gì bà ăn đi, bà cứ ngủ hoài vậy? Chẳng lẽ ăn mì gói nữa? Trời ơi, không có đâu, đi ra theo tôi tới đây nè. Đi ra đây, ra đây, ra đây. Đây nè. Wow. Rất là nhiều đồ ăn luôn nha. Trời đất ơi, bữa trưa có nhiều đồ ăn ngon vậy? Cái này là phục vụ ở trên tàu trực tiếp luôn đó. Bây giờ bà cứ lựa đi. Đây thì một phần cơm của chúng ta sẽ được lựa chọn nhiều món nha. Anh đang bóc là xúc xích nè mọi người, thịt nướng nè, cái này cái đùi gà. Đùi gà. Ôi mà em không ăn đâu. Nồi lỡ. Em ăn lá lốt không? Em ăn lá lốt luôn. Có cái cuộn nem thì kìa, lấy luôn đi. À, lấy cuộn nem luôn. Nem luôn hả? Cuộn nem cuối cùng. Cuộn nem cuối cùng. À đúng rồi, anh gấp ra cho mình. Rồi, uống cà phê không? Một phần giống vậy. À không giống vậy được nha em. Lấy cho em rồi. Vậy cá cá chị cứ lấy đi. Ăn khác đi, ăn món khác đi, nhiều món mà. Hai giờ tao mình là tao cúi rồi đó, nó lại nhiều món. Trời ơi, ngoài kia có mấy cái điện gió. Không, cái này là năng lượng, người ta năng lượng. Điện năng lượng á. Người ta là tích lũy điện. Này là thịt kho tiêu. Không, cái này là thịt kho tàu em. Thịt này được kho trên tàu, người ta gọi là thịt kho tàu đó. Thịt kho tàu quả. Biết. Dạ cảm ơn. Trời ơi, bà đi xuống xe lửa mà nó hôi quá trời luôn, chị không nổi nè. Thôi đi qua đây đi bà dê. Dạ, dạ, dạ. Đó. Đó, bây giờ là đang dắt dê đi ngang qua đường ray xe lửa. Giờ mới xuống là nó thả mấy cái mà vệ sinh chảnh không? Đúng rồi, thì đúng rồi, tới trạm dần là mình phải thả ra xíu. Trời ơi, nó quá. Wow. Vậy là hôm nay chị Dây cũng đã hoàn thành xong cái thử thách trải nghiệm 8 tiếng trên tàu lửa, công nhận hả? Đuối thiệt là đuối luôn. Bây giờ tôi nói chuyện hết nổi rồi. Công nhận cũng vừa bước xuống một phát đó là thấy cái gai nhà Dây siêu to khổng lồ luôn á. Mặc dù rất là nhiều người đứng đây nữa. Chắc là bà Dây cũng xin kết thúc clip tại đây. Và những clip sau thì bà Dây sẽ ở Nha Trang để trải nghiệm ăn uống nè, đi đảo nè, rồi review khách sạn, rồi các kiểu cho chị xem luôn nha. Chị em nhớ là không chờ clip đó cùng tôi. Còn bây giờ thì chào tạm biệt tất